chung vui tiếc ngày này tiếc mơ chung vui tình tan thỏa thiên thành mẫu lai đáo đàn duyên thiên tiên cung thịnh mời mẫu định thiên tiên thành vân công chúa thiên thiên sang trần vân ca thôn quê phù dày vân ca thôn quê nữ thiên càng nhà đi mẫu càng trần nụ hương xò nhiệt tạp dưới bóng luân chư Phật tài ở đất sao văn kim sư kết phách kỳ hương thân chư Phật thiền toàn thân đặng hương cũng rằng Bồ Tát Ma Ha Tát đặng hương cũng rằng Bồ Tát Ma Ha Tát đặng hương cũng rằng Bồ Tát Ma Ha Tát thành ra đề nghị thánh tiên đi thỉnh mời mẫu đề địa tiên cơ nguyên sư mẫu ở trong đền phong sơn chốn đồi ngang từng nơi phố cát riêng một bầu gió mát trắng thanh bát cảnh danh danh ít đồ bát cảnh danh danh khi giới nhang định nhang giữ tuệ nhang dài thoát trí kiến nhang quang minh vân đài biên pháp giới cũng dương thập phương vô lượng phật nhang tại nhiệt đô phật bảo đình trung chiên đàn trầm nhũ chân kham cung hương nghiên liễu nhiễu liên huê động chư phật bồ tát ma ha tát nam mô hương cung giảng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cung giảng bồ tát ma ha tát nam mô thanh sa thủy cung ý tiên thánh đệ tam văn thịnh mời tiên thánh đệ tam sức thân nông từ nguyện điền long cung sớm kết mang phong trào kinh duyên ý sớm kết mang phong kỳ thả mai tiểu thiếp đem lòng kỳ gieo hoa trên đàn hải ngàn đô nhiệt minh vương gia du từ mẫu lưỡng vô hương hòa đồi đắc thanh đường chi tâm kim cương nhất chú biến thập phương nam mô hương cung giảng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cung giảng bồ tát ma ha tát nam mô hương cung giảng bồ tát ma ha tát nam mô Hoàng thạch gia quỳ cung kính tam quang chiếu bao la thế giới vầng nguyệt soi chiếu ra ngày mang thiên nghi đền thờ phóng nguyệt cô biên kỳ hà ý phóng nguyệt vô biên gió dịu dặt chuông thuyền nhặt qua trinh niềm đái nhớ xưa tích chốn lạc châu thủy cứu sơn tình đông cuồng tiên nề chúa giáng sinh Biên sao ủy ban trao
sáng chân đi có hoa quý hương hồng hào sáng khắp bốn phương. Thank you.
đời đời giàu sang. Thank you.
phong hiền hách thần thông ý à, à. Anh bóng linh đồng voi chứa anh định ý à, à. Gần xa vọng bãi phục tình thần hồn phục sự cung dịch lâu đài ý nọ ơi. Chuyện các tứ sơn trang thanh sơn bạch tường hồ la về chùa thì đó kêu cầu ý à, à. Cô bạn cùng với một bầu rượu tặng ý à, à. Cầu non trầu quê dư trắng nó trên hai sao lụa tập vật khăn vì nó vì nó chôn đấy sớm về chú về tiếp lộc để huy sư buồn tì đỏ bay sóng hồn ý à, làm cho thiên an địa hồn, làm cho bình địa sóng dồn chân bay ý nọ ơi, ơi ý nọ. Nguyên bình huyền tích mạc lê ý à, à. Sắc phong thương đăng biển đề tối linh ý à, à. Quan cai các bộ xuân tinh tây đồng mãn thổ chư dinh hai hà vì nọ ơi. Thank you.
xô đá bọc đôi hàng vượt quanh. Về đi dẫn tiên quân dẫn đến ngã ba mươi phước đô trì, anh dẫn nhang biển thất từ bi ý
mãn im mượn nghề các hộ phúc tình làm tôi vẫn du dâng nghề cấp quảng trường ý anh. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sự mất đi người thu ba. Mái tóc dương già dễ đôi cánh phượng, nét cong cong nghi uốn đi lượn đường tơ, xinh xinh nhẹ để điệu thật lý thần. Trời khắp cả nước nào dù khắp cả con ta đi thành ra người của thái tử đề tam vương hoan tôn thần về các thái tử đề tam phi phương diện mạo dòng nhan khắp thường thank you.
nhàn dân một chuyện ý tâu thỉnh vương nghi qua tâu thỉnh đức vương nghi quan thần đệ tử con dâng tiễn văn đàn trình sư tích hệ quan lớn đề tam hòa thái tử no
sợ hãi hùng. Khắp sai châu quỷ đã ứng trong chẳng đỡ hao gầy, hình dung ngạc ý. Khéo kêu chầu đồ cho đồng giúp bệnh nhẹ về thủ lên trời bị thạch ban thấy phù
thì dương y gian tay cầm cua sắt kia tay cầm cua sắt roi son về khảo trường châu phán rằng nệ ấy cho phán rằng lễ ấy cho khuyên đi mời châu trong khảo chi vào ai khấp sai giận chẳng nhà khâm sai dân chẳng trả ơi người lại tiền lại vì tiên biết ra thời để tên thời nhị tên biết ra thời nhị tên nhược bằng vô ý như thuyền bỏ neo thanh ra hồi để đất vào hoàng nhật ngay để đất vào hoàng nếm mùi phong nghi nguyện đó là nhớ công đức lý lập đền phụng sư thủ ban đồng tiên nữ giấc họ thú vui điếu khách bà ta
dâng câu thiên bảo, chúc lời huy phong chúc trên câu lòng trà thương, chúc trên trà ô long tay nâng bình ngọc, các bạn mời ông huynh đi trà. Tiến thượng nghi kim ban đi chào long tiên thượng kỳ bàn bóng đơn cùng trà hương tình, khi thanh nhàn con họ ở huyết tương vui thì ba chén khuyên mới hồng trà, ba chén khuyên mới thanh tần mỹ vị chân a à chân a à chân ngót vui kỳ chân. Chú Hoạch quân nghi cơ tạm đắc nhà, quan hoàng bảy kiên gan bền chí, ông bảy liệt tiên sáu chúc trời bảy hoài kỳ bụng thấu đất này. Tuệ nhật sáng soi long dũng kiệt cường thường, nặng gánh ông bấy giờ sắt son, đưa mùi phong nguyệt nước non, đề mê khúc tùy phù dung ơi nàng, con hận hiện đâu đây, dường như ngọn cỏ cánh cây là đà, hay ông bảy còn hay ông bảy còn mến nguyệt mười hai các cô tiên nữ tiêm thuốc pha giúp con hoàng bảy nào là níu thủy a hoa cùng đào hoa cùng đào, nào cô tên thuốc ý a các cô pha trà nay còn nơi đâu, sáng ngô điều phàn ô đâu còn nơi đâu, các cô pha trà ô đâu còn nơi đâu, các cô
trên cung trăng ai hẹn đi ăn chờ vì đường ông đi chậm linh ý tình kỳ tư tình cờ gặp tình ô sắc ô liêu phà tiếc gặp mà tiếc tình cờ ô tiếc gặp mà tiếc tòa đa ý a rêu gà cù xuống dễ là cù gì họ nguyện là người dạy phúc ý a thì mời được theo con học bầy báo hà sang ngu điều phạt ố theo là được theo ông bầy báo bầy báo hà nhân na đền đất đi a hà bảo hà bảo hà đến nơi phong nguyệt Hãy
cầm cân nảy bực lấy chữ tội, chữ phúc để ba cân đừng ai quên, chọn về muôn phần chữ tâm và đa khen hoàng cầm cân sao. Tẩy hết đi bụi chân, nước tiên tẩy hết đi bụi chân, thanh cao rồi lại người Phật thanh. Chí thương thương treo cao ngọc, công dụng chữ đức đi để đời con khấn đi nguyện, xin ông hoàng bình ông độ trì chữ tâm. Vậy lại khuyên đừng có khinh những nghi kẻ vân hạng, đừng có khinh những nghi kẻ vân hạng, cây đức mà trồng ông cho về khác sau này. Văn hoang bầy chân đi miền bắc địa mới hợp binh hùng, lúc thì thao giác quân cơ biểu được lập bài, quân đi cơ biểu được lập bài, dành như chúng nghĩ thường có hãy hà bao xa. Quan họ bày bảo chính vì cùng người đường công để ý hoặc đôi ta có dấu bể biệt rời, anh hùng ngày xưa đã dài người cũng ơi. Lệnh nghe sai thật đi tiếc mong, cố nào việc ấy thì mau sửa sang ra đừng đi hầu anh ra cuối cùng chiều sớm đi thẳng lối đi vào đền thờ cô gửi khắc vào đông vừa tiếc. Động vị phủ an mi tiên, cành nhẹ tiên đi giá ngự, thạch nhẹ bàn sơn khê, triệu xuất đi động vị phủ đi về, an tiên thượng tầng biên đề tôi linh.
muốn đi về sân đi thì quân đi cánh núi mưa cô ngự cảnh nghe thánh gì xếp ngâm dấu tích còn đôi.
tiếng chồng cười mỏ ba, phong lan tươi thắm
người giàu sang. Đời
Xe đoàn thanh hoa